Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hair Info. Và trong video ngày hôm nay, mình xin phép được trình bày những thông tin cần biết về vitamin C, một loại vitamin phổ biến thường được tìm thấy trong các loại trái cây họ cam quýt. Vitamin C là một hợp chất có cấu trúc 6 carbon tương tự như glucose. Nó được tìm thấy tự nhiên trong các loại trái cây họ cam quýt và có nhiều trong các loại rau. Vitamin C còn có tên gọi khác là acid ascorbic và nó là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong chế độ ăn uống của con người. Vitamin C rất cần thiết để duy trì các mô liên kết và xương. Và với cái hoạt tính sinh học và có khả năng oxy hóa vững mạnh, vitamin C được sử dụng như là một coenzyme trong một số con đường trao đổi chất. Và vitamin C được coi như là một chất chống oxy hóa quan trọng trong cơ thể. Vitamin C thường được sử dụng để chỉ định trong điều trị bệnh thiếu vitamin C, bệnh còi. Trong trường hợp bổ sung vitamin C để làm vết thương mau lành hơn, trong các trường hợp tổn thương xương, cũng như vitamin C được sử dụng để axit hóa nước tiểu. Và nó được sử dụng như là một chất chống oxy hóa có thể giúp cho làn da trẻ đẹp hơn. Vitamin C cũng được sử dụng như một cái chất chống virus hiệu quả. Chính vì vậy mà trong đại dịch COVID vừa qua, người ta thường khuyến cáo là những bệnh nhân mắc COVID nên sử dụng thêm các loại vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho bệnh mau chóng khỏe. Tương tự như các loại thuốc khác, vitamin C cũng chống chỉ định với bất kỳ bệnh nhân có tiền sử hóa mẫn với nó hoặc bất kỳ thành phần nào trong công thức. Một số tác dụng phụ khi mà sử dụng vitamin C có thường gặp bao gồm ở chua, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc co thắt dạ dày. Vì tính chất axit nhẹ của mình mà vitamin C có thể gây kích ứng trên đường tiêu hóa. Chính vì vậy, cần tránh sử dụng vitamin C những lúc bụng đói hoặc là vào ban đêm. Về dược lực học thì vitamin C hay acid ascorbic là một loại vitamin tăng nhiều trong nước và nó thường được chỉ định để phòng ngừa và điều trị bệnh còi. Bệnh còi là một căn bệnh sinh ra do nguyên nhân là thiếu acid ascorbic. Chính vì vậy, sử dụng vitamin C chính là cách hiệu quả nhất để điều trị bệnh này. Ngoài ra, cấu trúc collagen trong da cũng chịu sự tác động của vitamin C. Chính vì vậy, sử dụng vitamin C có thể giúp điều chỉnh các cấu trúc collagen này, cũng như giúp các cái tổn thương ở xương và mạch máu mô hồi phục. Và như mọi người đã biết, việc sử dụng vitamin C đã hoàn toàn đảo ngược được các triệu chứng của thiếu acid ascorbic. Ở người, vitamin C là một chất sinh học rất cần thiết giúp cho sự hình thành của collagen và sửa chữa mô bằng cách hoạt động như một đồng yếu tố trong quá trình hình thành sau chuyển hóa của 4 hydroxyproline trong chuỗi Sia-proglyc trong collagen và các protein khác. Acid ascorbic bị oxy hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic trong cơ thể. Hai dạng vitamin này được cho là quan trọng trong các phản ứng oxy hóa khử. Vitamin tham gia vào quá trình chuyển hóa tyrosine, chuyển hóa acid folic thành acid folinate, chuyển hóa carbon hydrate, tổng hợp lipid và protein, chuyển hóa sắt chống nhiễm trùng và hô hấp tế bào. Từ đó chúng ta có thể thấy vitamin C đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cơ thể của con người. Trên đây là bảng liều lượng bổ sung vitamin C để điều trị một số bệnh. Trong trường hợp bệnh nhân cần phải bổ sung vitamin C thì liều lượng khuyến cáo dành cho người lớn là khoảng 50-200mg một ngày, trong khi đó liều lượng cho trẻ em khoảng từ 35-100mg một ngày. Để dùng cho mục đích axit hóa nước tiểu
thì cần phải sử dụng liều lượng vitamin C rất lớn, lên đến từ 4 tới 12 gram trên ngày, chia 3 đến 4 lần cho người lớn, và ở trẻ em là khoảng 500 mg mỗi 6 đến 8 giờ, tương ứng với khoảng 1 viên C sủi. Để điều trị bệnh còi thì liều lượng khuyến cáo sử dụng cho người lớn là từ 100 cho đến 250 mg nhân 1 đến 2 lần một ngày trong tối thiểu 2 tuần. Trong khi đó trẻ em cần liều lượng lớn hơn, từ 100 cho tới 300 mg chia nhiều liều trong tối thiểu 2 tuần. Về chế độ ăn uống khuyến nghị vitamin C hàng ngày cũng tương tự như vitamin A hay các loại vitamin khác. Ấn với những độ tuổi khác nhau thì liều khuyến nghị sử dụng vitamin hàng ngày sẽ khác nhau. Ví dụ như đối với trẻ từ 0 tới 6 tháng thì liều khuyến nghị vitamin C mỗi ngày là khoảng 40 mg. Trong đó trẻ từ 7 tới 12 tháng thì liều khuyến nghị mỗi ngày sẽ khoảng 50 mg. Đây là chế độ ăn uống khuyến nghị đủ lượng AI, trong khi đó chế độ ăn kiêng khuyến nghị hàng ngày RDA thì có một số lưu ý, ví dụ như các bệnh nhân bị mắc bệnh huyết sắc tố, thiếu năng G6PD hoặc suy thận có thể tăng nguy cơ bị các tác dụng phụ khi vượt quá liều lượng khuyến cáo. Chính vì vậy, liều lượng khuyến cáo ở đây cũng sẽ có sự khác biệt so với liều lượng AI trên. Cụ thể, đối với trẻ từ 1 tới 3 tuổi thì liều lượng khuyến cáo khoảng 15 mg mỗi ngày và giới hạn tiêu thụ không được vượt quá 400 mg mỗi ngày. Trong khi đó, đối với trẻ từ 4 đến 8 tuổi, liều lượng khuyến cáo sẽ khoảng 25 mg mỗi ngày và giới hạn không vượt quá 650 mg. Trẻ từ 9 tới 13 tuổi, liều khuyến cáo mỗi ngày khoảng 45 mg và không nên vượt quá 1.200 mg mỗi ngày. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn giữa liều lượng khuyến cáo hàng ngày và liều lượng tối đa không vượt quá đó là vì vitamin C là một loại vitamin dễ tan trong nước. Vì vậy, vitamin C có thể dễ dàng đào thải khỏi cơ thể khi bị quá liều. Quay trở lại với liều lượng khuyến nghị đối với trẻ từ 14 cho đến 18 tuổi là nam giới thì liều lượng khuyến nghị khoảng 75 mg mỗi ngày, trong khi đó ở nữ giới là khoảng 65 mg. Và không nên vượt quá 1.800 mg mỗi ngày ở độ tuổi này. Trong khi đó, đối với những người lớn trên 18 tuổi, nam giới thì liều khuyến nghị hàng ngày khoảng 90 mg và đối với nữ là khoảng 75 mg và giới hạn trên đó là 2.000 mg. Ở phụ nữ cho con bú cũng như phụ nữ mang thai thì liều lượng khuyến nghị của vitamin C cao hơn so với những người bình thường. Cụ thể, phụ nữ mang thai thì liều lượng mỗi ngày cần phải sử dụng khoảng 80 mg vitamin C và không nên tiêu thụ quá 1.800 mg mỗi ngày. Trong khi đó, phụ nữ cho con bú thì số lượng vitamin C được khuyến cáo sử dụng khoảng 115 mg mỗi ngày và không nên tiêu thụ tương tự như phụ nữ có thai là 1.800 mg mỗi ngày. Đối với những người phụ nữ mang thai và cho con bú có độ tuổi từ 19 cho đến 50 tuổi thì liều lượng cũng sẽ có một chút khác biệt. Như phụ nữ mang thai thì liều khuyến cáo hàng ngày khoảng 85 mg, trong khi đó phụ nữ cho con bú thì khoảng 120 mg mỗi ngày. Và người lớn nếu như có sử dụng thuốc lá thì nên bổ sung vitamin C ở hàm lượng khoảng 35 mg mỗi ngày. Và trên đây là các cái thông tin cần biết về vitamin C. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe cho kênh Hand for Channel để cùng tìm hiểu thêm các thông tin về các loại vitamin khác. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe một lần nữa.